Cuối cùng là con bạn con tên là Nguyễn Bảo Hoàng, con học lớp 3C. Hôm nay con sẽ thuyết trình bài lập trình của con ạ. Bài lập trình của con có tên là đồng hồ. Trong bài lập trình có một đồng hồ chính nằm ở giữa và có những ô thứ ngày tháng năm và một đèn và một dây đèn led. Giờ con một điều đặc biệt là chữ bảo thức, khi con bấm vào bảo thức thì nó sẽ nói là nhập giờ của bạn. Còn nhập giờ là 20 giờ, không, 20 giờ 5 phút. Ồ, sao cô không thấy các kim của con nó chạy nhỉ? Con nhấn cho nó chạy chưa? Rồi À. con nhập lại. Rồi con nhập lại cho cô. Giới thiệu thêm các ô thứ ngày tháng năm nữa đi. Trong các ô thứ ngày tháng năm có đầu tiên là có chữ thứ là thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2023 và có những màu sắc khác nhau. Xin cảm ơn các cô và các bạn đã xem bài lập trình của con ạ. Con xin cảm ơn các cô và các bạn. Con Phần thuyết trình của con. tiết trình của con đến đây là kết thúc. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Bảo Hòa. Rồi, vậy thì cô sẽ góp ý nhanh nhé. Thứ nhất là về phần dự án của Bảo Hòa, thì các nhân vật của con chạy đi rất là tốt. Ở đây con sáng tạo thêm, đó là một cái dây đèn LED, con thiết kế rất là đẹp này. Có một dây đèn LED rất là đẹp, nó nhấp nháy màu, giống như là đèn LED thật đó. Các ô thứ ngày tháng năm của con thiết kế cũng rất là đẹp. Tuy nhiên cô có một cái góp ý cho con là ở giữa cái mặt đồng hồ của con ấy, giữa của các cái kim ấy có một cái nốt chấm hồng. Thì cô góp ý với con là con sẽ để cái nốt chấm hồng đó lên lớp phía trên cùng, tức là nó sẽ che đi gốc của các cái kim. Chứ các cái kim nó không nằm ở trên cái chấm hồng đó thì nó sẽ đẹp hơn. Bảo Hòa nhá. Ừ. Các số từ 1 đến 12 của con thì con cũng đã sắp xếp rồi, tuy nhiên là cô nhìn nó vẫn chưa được chuẩn cho lắm, đúng không? Ừ. Con nhớ Wow. chỉnh lại cho nó chuẩn nhé. Còn về cái mặt đồng hồ xung quanh của các cái số ấy, con thiết kế rất là đẹp. Âm thanh báo thức thì phát cũng đã rất là chuẩn rồi. Tiếp theo là về phần kỹ năng thuyết trình của con, thì con nói cũng to, rõ ràng và nói đầy đủ mô tả hết các cái nhân vật trong dự án của mình. Vậy cô sẽ đánh giá phần thuyết trình của bạn Bảo Hoàng là tốt nha.